À, số vâng ạ, SKA118B. Các bác nhìn này, cầu nó mới cứng luôn, đúng không ạ? Loa bass các bác này, mới cứng luôn các bạn. Tuyệt vời đúng không ạ? Quá đẳng cấp luôn. Đây ạ, chỗ để em mở ra để em lấy loa bass đây. À, thưa các bác cùng anh em, hàng không có các bác cũng mắng, mà hàng có các bác cũng mắng. Đấy, bán các bác cũng mắng, mà không bán các bác cũng mắng, đúng không ạ? Thưa các bác của anh em xin được quay và giới thiệu review phần nội thất của một quả loa súp đơn hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3 Beta 3, mã sản phẩm là FAK118. Đây là quả súp thùng gỗ, dòng hầm đời rất là cao các bác nhé. Dòng hầm nhưng nó lại có mặt ê căng, nên là em khẳng định là anh em rất thích là đúng rồi. Thưa các bác của anh em thì cũng phải chia sẻ thật nhỉ, nó không có nhiều hàng đúng không ạ? Nó chỉ có đúng 8 quả. Thì em mong muốn là hàng về em để lại, em ghép bộ em bán. Đó, nhưng mà nhiều bác mắng quá. Đó, thực sự là như vậy, đúng không ạ? Các bác bảo tại sao không bán cho anh, anh đợi hàng lâu lắm rồi. Rồi là ý là phải mua cả bộ mới bán, em mua một chiếc không bán, ý là thế này kia đúng không ạ? Nhưng bây giờ em bán các bác nhá. Nói thực sự các bác là hàng mà em bán nẻ ra thì chắc là chỉ một hôm hai hôm là hết thôi. Em thì em muốn để ghép bộ, vì ghép cả bộ thì nó có loa full, có đẩy, có vang, có mic, thì mỗi thứ em được cộng thêm vài trăm ngàn nữa tiền lãi, thì nó sẽ được với anh nhiều tiền lãi hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều anh em có nhu cầu quá, mà anh em mà có đủ hết rồi thì thiếu một quả súp đúng không ạ, mà đợi của em từ lâu rồi, thì em cũng xin phép là vào việc luôn các bác nhá. Súp hơi đơn 50 SAK118 hàng bãi, còn mới đét đèn đẹp các bác nhá. Đây nội thất đây, bát 50 từ 220 coi 100, không có điểm chê, đúng không ạ? Mới đét, bao zin nguyên bản cho các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Giá nếu để cho các bác cùng anh em mua cả bộ các bác nhá, các bác mua cả bộ thì em bán cho các bác với giá là 9 triệu đồng một quả, ok chưa? Còn nếu anh em muốn mua chỉ một quả súp thôi, vì anh em có đủ tất cả mọi thứ rồi, anh em sẽ mua với giá 9 triệu rưỡi các bác nhá. Như thế là vô tư rồi đúng không ạ? Đấy, như thế là quá vô tư rồi đúng không ạ? Như thế này thì chắc là không ai mắng rồi đúng không ạ? Đấy, chứ bây giờ em bảo em không bán, em chỉ để em ghép bộ, các bác mắng lắm đúng không ạ? Em bảo hành cho mọi người này, loa xịn chính hãng thương hiệu của Đức đúng không ạ? Hàng bãi đẹp zin nguyên bản 100% và còn rất rất mới các bác nhá. Rất rất mới. Đó. Ok chưa? Các bác của anh em có nhu cầu mua 9 triệu rưỡi một quả đúng không ạ? Còn các bác ghép cả bộ 9 triệu. Tuyệt vời chưa? Có nghĩa là các bác mua súp không em cộng thêm 500. Nhá, chí chưa? Đó. Mà số lượng nó không có nhiều các bác nhá. Đấy, hôm qua có bác nào là mắng là vợ em đã bán cho một quả rồi đấy ạ. Đấy, ok chưa? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thùng gỗ cả nhà nhá. Thùng gỗ, em chỉ biết là nó rất là mới thôi, và quả này đánh nó phê lắm. Còn lại quả 118, úi dồi ôi, quả 118 thì không phải đối thủ của nó các bác nhá. Quả Z, đấy, dép măng Z118 không phải đối thủ đâu, quả này mới lắm. Đấy, quả này đời SAK các bác ạ. SAK và quả này nó nặng 41kg các bác nhá. 41,5kg này. Đấy. Quả này nó chất đẳng cấp các bác nhá. Đó. Rất ngắn gọn các bác nhá. 8 quả súp B3 bãi xịn. Đấy. Mong muốn của em để ghép bộ. Đấy. Không ăn nẻ. Nhưng mà anh em có nhu cầu mua cao quá đúng không ạ? Thì em sẽ để cho anh em. Đó, mọi người mua cả bộ. Em sẽ tính 9 triệu. Còn mọi người mua chỉ có một quả súp thôi, 9 triệu rưỡi. Rất mong các bác của mọi người ủng hộ em. Gọi điện cho em thật sớm nhá. Model này cực hiếm trên thị trường. Súp hầm thùng gỗ các bác nhá, sơn sần bóng màu đen. Hàng bãi đẹp zin 100%. Đó. Ok, cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Em xin được gửi lời chào nhá. Hẹn gặp lại các bác cùng toàn thể quý anh chị em ở một clip tiếp theo ạ.